Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ khoe cả nhà món quà này mình nhận được một tuần lễ rồi mà ông chồng mình ông giấu. Hôm nay mình mới dọn nhà, mình dọn dẹp mình tìm ra được. Thì là cái này á, mình nhận quà thì các bạn, thì ở đây bây giờ Covid nó lại trở thành lại cho nên mình cũng phải xịt. Nhưng mình đã xịt, mình chùi xong rồi á. Thì bây giờ mình xịt lại cái này để sợ chó nó chơi, cái nó bị ảnh hưởng á. Giờ mình mở đây. Không biết cái này chắc cứng quá cả nhà ơi. Cái gì trong đây mà khi mà họ đem tới họ bắt nói tên để mà ký vào đó. Không có mình ở nhà, chồng mình cũng ký. Tại vì đa số là cứng quá ha. Kỹ người ta. Thùng này hơi kỹ nha. Hôm bữa mình đi du lịch mình có mua mớ đồ nhưng mà không có rảnh thời gian để khoe cả nhà. Đây. Cả nhà ơi, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, lần nào nó gửi tới cũng đẹp á. Mình thích cái hãng này, con cái là mua, nó cột nữa. Này kia đẹp lắm. Coi này, cái hộp ở trong cũng đẹp nữa nè, thấy không? Lần nào cũng vậy á. Nhiều khi cái hộp này á, mình không muốn dục á, mình cho người ta. Cho người ta để sau này con cái nó. Đẹp quá. Cái gì đây, đây coi đây. Cái này. Đây, bây giờ mình mở ra đây. Coi thử đây. Nghe nói là có quà mới nha. Có quà mới nha. Đó. Đẹp quá ha. Nghi rồi, biết ai cho liền à. Nghi rồi. Cái gì đây nè. Nghi quá. Happy holiday to you my dear friend. Cái này mình biết rồi, cái này không bữa. Hồi bữa cái cô mà bán thường bán giỏ cho mình á, cổ có text message. Cổ nói là cổ sẽ surprise mình. Sẽ tặng mình món quà surprise vì là khách hàng của cô. Đó. Khi mình mua giỏ là mình phải liên hệ với cô thì mới có là cái giỏ giỏ xịn hay giỏ sạch hay giỏ mới gì đó. Mà kỹ lắm. Mỗi lần cô bán cho mình là cổ đem vô cái giỏ vô lâu mấy cái dấu tay của người ta cầm. Đây. Coi thử cái gì nha. Trời ơi, lồng lộng nhìn thấy. Cái này. Trời ơi. Tim tôi đánh thập thập luôn á. Trời ơi, giờ mình thấy rồi. Đây. Đây nè cả nhà. Ô trời ơi. Ôi nhiều quá. Quá trời nhiều. Coi nè. Cái gì vậy? Đẹp quá vậy. Ô, một cái bịch đựng đồ. Đây, bây giờ mình coi, cũng là giấy. Lúc nào cũng có giấy như vậy á. Tội nghiệp ấy. Cái người bán đó họ muốn lấy cái bạn hàng á, cho nên họ cưng, họ chiều dữ lắm. Nếu mà mình dùng tiền nhiều á các bạn, xài tiền hết ngân hàng luôn. Từ từ mình sẽ khoe các bạn. Cái này cũng giống như cái trước ha. Trong này nó có cho mình cái mùi dầu thơm mới ha. Một cái bị. Rồi cái này cái gì vậy ta? Cái này serum. Đó, cái này là serum để xài da nè các bạn. Nghe nói cái chai của nó mắc lắm. Rồi cái này là cái gì ta? Cũng không biết nữa. Dầu thơm loại mới. Nè, sao khiêu không? Rồi, để lên kia liền. Trời ơi, để lên kia liền. Mần não gì, để trên kia. Cái gì? Rồi còn cái này là cái gì vậy? Cái này long que lip là son môi á. Cái gì đó? Cái đồ dưỡng môi á. Son môi. Son môi nè cả nhà. Màu que cái này á, đánh son này là giữ cả lon là cả ngày. Giữ cả ngày để lon que. Còn cái này là gì đây? Cái này dầu thơm mới. Dầu thơm mới. Ok, mấy cái chai dầu thơm mới này bỏ ra để đi đâu xài. Còn mấy chai nhỏ nhỏ này mình để trên kia, mình để dành mình chơi. Nhiều lắm, nhỏ nhỏ nhiều lắm. Bữa nào mình quay cho các bạn coi, khoe các bạn coi. Rồi bây giờ mình mở hộp chính đi. Trời ơi cái hộp chính này. Trời ơi sao đẹp quá vậy. Hồi bữa là cái hộp màu trắng nha các bạn. Hồi bữa là cái hộp màu trắng đó, nhớ không? Mình còn để kia mình.
mấy người mà bận hà, mấy người mà mình người ta làm mấy buôn bán lớn á, mà họ muốn có khách hàng xịn á, khách hàng mà thường mua hàng của họ là họ nhớ, mà mình xịn xịn họ nhớ, chứ mình không xịn người ta cũng không nhớ. Rồi họ cũng chiều khách hàng, họ tặng quà, nhưng thí dụ như họ bán vậy là họ được cái ăn cái tiền phần trăm ở trong đó, đó các bạn, cho nên họ cũng sốt sắng lắm. Họ giữ chân khách hàng là như vậy để cho mình đừng có quên họ. Đó là cái đó, trời ơi đẹp quá. Đây, hôm bữa là cái hộp này nè, các bạn nhớ không, mình có mở được cái hộp này nè, bị méo rồi kệ nó đi. Đó, hôm bữa là mình nhận cái hộp này nè. Bây giờ mình nhận hộp màu đen. Oh, makeup collection, để đồ makeup và đồ đánh mặt ha các bạn. Nhưng mà cái này nó là đồ, cái này nó collection là nó chỉ làm giới hạn thôi nha. Chắc có lẽ đây là mùa đông sắp tới. Đây. Ô, cả nhà ơi đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Cái này cái gì? Ô, cái này cái giỏ, cái bóp để nó đựng cái này nè. Ô, cái này nặng ghê ha. Cái gì vậy ta? Ô, nguyên cái dây đeo, bên kia cũng có dây đeo các bạn. Ô, cái dây đeo của cái giỏ này chắc. Đúng. Đây nè cả nhà. Cái này á, cả nhà có thể làm cái bóp mang theo cũng được. Nó có cái phi nè. Ồ, nó kỹ ghê các bạn, nó bỏ dây vô nó chùi nó ấy lại. Móc từ đây qua đây. Thôi mở ra coi đi, nó móc cày cái bóp uổng quá, dễ thương quá à. Mở sao ta? Ồ, mở sao vậy? Ồ, mở gì nè. Ồ, mở gì nè. Ồ, có thể móc bằng cái này là này bạn. Trời ơi, dễ thương không? Đây các bạn, cái này á, nó để như gì nè. Đó, các bạn mở ra. Ồ, cây son. Cây son. Cây son màu Christmas. Ở trong này đỏ nè. Đẹp quá à. Xong nó bỏ vào đây. Cái đậy này lại. Mình có thể dùng cái này mình đi tập bạc ti á, mình đi tiệc á, mình đem theo cái dầu thơm hay là nhỏ mình để trong này nè. Nè. Thì các bạn có thể móc vô trong này. Đó. Sao khiêu không? Sao khiêu luôn á. Còn không muốn thì thôi bỏ ra. Cái này làm đẹp ha. Đây là cái son. Rồi còn cái hộp này. Cái hộp này thì móc thì chỉ móc một bên à. Mà nếu đi đâu thì đem nguyên cái này lên luôn cũng được. Cái này mở sao vậy? Ồ đây, mở đây. Ồ, trong này quá trời. Trong này là có ba cây son. Phải không? Đúng rồi. Cây son màu cam mà trong này kỳ này nó làm cái son cũng có bông có hoa trong này nè. Có cái vân. Ồ, trong này nó cũng có văn hoa nè, có hoa văn trong này nè. Này là màu cam. Màu cam này cam gì ta? Cam lì đó. Cái này màu đỏ hồng lì, son lì. Cái ra son lì nó cũng có hoa văn ở trong đó. Ồ đẹp. Cái trong này cây này cây màu nâu, mình thích cây màu nâu này nè, cái màu nâu mùa đông á mình xài á. Này son lì mà ở trong nó có hoa văn đẹp không các bạn? Đây nè. Nó in hoa văn ở trong này nè. Nó in hoa văn như cái gương luôn. Thì nó để sao ta? Để như vậy hả? Để như vậy hả? Ô, để sao cũng được. Chút xong mình cũng xài vậy. Nè các bạn, ở trong này nó có hoa văn nè, các bạn thấy không? Nó có hoa văn trong này nè. Đẹp. Thì cái này để làm sao ta? Ồ, để gì hả? Ở dưới này lên. Không biết. Ồ, gì nè. Rồi xong mình móc vô. Rồi xong mình móc vô.
Đúng rồi, như vậy là mình có thể là có cái bóp mình đi trong bóp này, nếu mà mình không muốn xài son thì mình có thể lấy son ra, lấy miếng nhựa này ra, lấy cái miếng mút này ra, mình xài cái gì cũng được mà. Mình có thể bỏ cái ví, cái thẻ tiền á để mình xài á, đi gặp ti được mà. Bên này để ví tiền với lại dầu thơm, bên này cây son đó. Sau khi ôm cả nhà đi nè đó. Rồi còn hôm bữa là mình nhận cái cây này, bữa là mình nhận cái này, nhớ không?